Với chủ đề chính là xuyên không đưa mọi người trở về với thời cổ đại để ngắm hoa đăng vào giảm tháng riêng. Theo video clip quảng bá lễ hội hoa đăng của thành phố Đào Viên năm 2024, trong đó có rất nhiều những tác phẩm hoa đăng nghệ thuật do các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước tham gia thiết kế. Nhưng mọi người quan sát thấy lễ hội hoa đăng của Đào Viên năm nay không có hoa đăng chủ đạo, chủ tân. Và điều này đã gây ra sự tranh cãi, dường như cũng khiến dân chúng hơi có chút thất vọng. Tại địa điểm tổ chức hội hoa đăng, mọi công việc đang được cấp tập chuẩn bị. Có rất nhiều lời nhận xét với giọng điệu chê bai phê phán. Có người thì ví von, chẳng khác nào ăn một bàn tiệc có giá tới 4.900 đài tệ mà lại không có món chính. Nhưng có người tích cực hơn thì nói rằng, thực ra chỉ cần để lại ấn tượng tốt thì cũng không quá quan trọng. Hoặc nếu phát nhiều đèn lồng sách tay hơn nữa, sẽ càng thu hút các em nhỏ. Vì vậy mọi người đừng nên tranh cãi quá mức khi còn chưa được nhìn thấy tận mắt. Trong lễ hội hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu năm ngoái của đào viên có hoa đăng chủ đạo là chú thỏ công nghệ. Có nghị viên tỏ ra nghi ngờ, năm nay kinh phí cũng tương đương năm ngoái khoảng 49 triệu đài tệ mà không có hoa đăng chính thì tiền đi đâu. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Du lịch Đào Viên Châu Bách Ngâm cho biết, thực ra vấn đề kinh phí rất rõ ràng. Đồng thời vào các năm 2019, 2020 và 2022 cũng đã tổ chức theo mô hình không có hoa đăng chính. Thay vì làm cây hoa đăng chính, thì năm nay đào viên tăng số lượng đèn lồng sách tay cỡ nhỏ phát cho người dân để tránh được các vấn đề như di rời và quản lý bảo trì sau hoạt động phù hợp với chính sách bảo vệ môi trường. Hơn nữa, vào đêm giảm tháng riêng, nếu tất cả mọi người đều sách chiếc đèn lồng nhỏ này thì nhìn từ trên cao xuống giống hệt như một con rồng khổng lồ rất đẹp. Thành phố Đào Viên là địa phương đầu tiên có sự đột phá thực hiện mô hình không có ngọn hoa đăng chính. Mặc dù ít nhiều gây tranh cãi nhưng vẫn được rất nhiều người mong đợi.